Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học toán lớp 3 Bộ sách chân trời sáng tạo của trang web lời giải hay.com Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu chủ đề 2 Phép nhân phép chia trong phạm vi 1000 Bài Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với cô đi vào hoạt động đầu tiên nào Hoạt động khám phá trong phần hoạt động khám phá, cô có một ví dụ nhỏ như sau. Các bạn sẽ cùng với cô lắng nghe, quan sát và suy nghĩ, được không ạ? Bạn nữ nói rằng, xếp đều 136 quyển sách vào 4 ngăn tủ. Bạn nam đặt ra câu hỏi, mỗi ngăn có bao nhiêu quyển? À, nếu như chúng mình xếp đều 136 quyển sách vào trong 4 ngăn tủ, Vậy để tính được xem là mỗi ngăn có bao nhiêu quyển thì các con sẽ phải thực hiện phép tính. Phép tính chia, đúng không nào? 136 chia cho 4. Vậy phép tính này chúng mình sẽ thực hiện như thế nào đấy nhỉ? À, trước hết các bạn sẽ quan sát cùng với cô nào. 136 sẽ bao gồm, à một tấm này là bao gồm 100 đơn vị này, đúng chưa ạ? Cộng với 3 thanh trục và cộng với 6 đơn vị, đây chính là 136. Sau đó cô sẽ thực hiện chia cho 4 như sau. Các bạn sẽ quan sát với cô này. Một tấm này cô sẽ tách ra thành à 3 thanh này. Cộng tiếp với 3 thanh. Cộng tiếp với 3 thanh và cộng với 1 thanh. Đúng chưa ạ? Một tấm này thì có tất cả là 10 thanh. Cô tách ra thành 10 thanh riêng lẻ này. 3 cộng 3 cộng 3 cộng 1 có đúng là bằng 10 chưa nhỉ? À chính xác rồi. Thì khi đó cô sẽ thực hiện chia cho 4 như sau. Nếu như nhìn vào đây chúng mình có thể chia cho 4 như sau này. Cô được. À mỗi phần gồm 3 thanh trục đúng không nào? 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần. Và ở đây các con thấy rằng dư ra một thanh trục. Một thanh trục này thì chúng mình sẽ tách ra cho cô thành 10 đơn vị nhỏ. Đúng không ạ? 10 đơn vị nhỏ mà cộng với 6 đơn vị là bằng 16 đơn vị. 16 đơn vị mà chia cho 4 phần thì cô sẽ có mỗi phần bao gồm 4 đơn vị, đúng không nào? 1 phần này, 2 phần, 3 phần và 4 phần. À, vậy ở đây các con thấy rằng nếu như cô lấy 136 chia 4 thì cô sẽ được mỗi phần bao gồm 3 thanh trục và 4 đơn vị. Vậy 136 chia 4 sẽ bằng 34. Đúng chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng mình sẽ quan sát với cô về cách đặt tính theo cột dọc. 136 chia 4 cô sẽ thực hiện như sau. À 1 thì không thể chia được cho 4 rồi. Như vậy cô sẽ lấy 13 chia 4 được 3. 3 x 4 bằng 12. 13 trừ 12 bằng 1 cô hạ 6 này. Chú ý cho cô khi mà các con hạ xuống thì hai số đó sẽ phải thẳng cột với nhau nhé. Rồi 16 chia 4 được 4. 4 nhân 4 bằng 16. 16 x 16 bằng 0. À như vậy có nghĩa là 136 này. Chia cho 4 bằng 34. Và số dư ở đây các con thấy là số 0. Như vậy có nghĩa là phép chia này là phép chia phép chia hết. Đúng chưa ạ? Rồi, vậy đối với phép chia có dư thì sao nhỉ? Ví dụ ở đây cô có phép chia là 362 chia cho 3. Chúng ta cũng sẽ thực hiện tương tự, đúng không nào? 300 thì cô gồm có 3 tấm này. 6 chục ở đây sẽ là 6 thanh chục và 2 ở đây sẽ là 2 đơn vị, đúng không nào? Cô thực hiện chia cho 3 như sau. Mỗi phần sẽ bao gồm một tấm này. Đúng chưa? Và mỗi phần sẽ bao gồm hai thanh trục. À, khi đó con thấy rằng dư ra hai đơn vị. hai thì không thể nào mà chia cho ba rồi. Đúng không ạ? hai nhỏ hơn 3 vậy nên con không thể thực hiện phép chia được. Vậy hai ở đây chính là số dư. À, vậy cô nhắc lại này. Khi mà cô thực hiện 362 chia 3, cô sẽ có mỗi một phần bao gồm một tấm này. Gồm 100 đơn vị và bao nhiêu đây ạ? Ở đây là bao nhiêu nhỉ? 2 thanh trục và dư ra 2 đơn vị, đúng không nào? Vậy cô sẽ có 362 chia 3 bằng 120 và dư 2. Vậy còn cách thực hiện phép tính theo cột dọc thì sao nhỉ? Cô có 362 chia 3 cô thực hiện như sau. 3 chia 3 được 1 1 x 3 bằng 3. 3 x 3 bằng 0. Tiếp tục cô hạ 6 này. 6 chia 3 được 2. 2 x 3 bằng 6. Và 6 x 6 bằng 0. À, tương tự con sẽ hạ 2 cho cô này. 2 chia 3. Nếu như số nào mà nhỏ hơn số. Số này chúng mình gọi là gì đấy ạ? Đây là số bị chia này, đây là số chia này và phần màu đỏ của ký hiệu này thì chắc chắn sẽ là thương, đúng không nào? Nếu như à, số này khi mà các con hạ xuống này, con thấy số đó nhỏ hơn số chia thì con vẫn phải có à, có phần kết quả ở đây đó chính là số 0 nhá. Không chia được thì các con sẽ viết 0, được không ạ? 0 x 3 bằng 0 và 2 trừ 0 bằng 2. Phần màu xanh này cô ký hiệu đó chính là số dư. Như vậy cô sẽ có 362 chia 3 bằng 120 và dư 2. Được chưa nào? Rồi từ đó chúng mình sẽ chuyển cho cô sang phần hoạt động thực hành. Trong phần hoạt động thực hành cô có các bài tập như sau. Bài tập số 1. Đặt tính rồi tính. A nhỏ. 632 chia 7. Rồi các bạn sẽ cùng với cô quan sát và thực hiện cùng với cô được không ạ? Rồi cô có nào. 6 chia 7 có chia được không nhỉ? Không chia được nhá. Con sẽ lấy 63 chia 7. Cô được 9. 9 x 7 bằng 63. 63 trừ đi 63 bằng 0. Cô hạ 2 này. 2 chia 7. 2 thì có chia được cho 7 không nhỉ? À không. Đúng không nào? Vậy con sẽ viết 0. 0 x 7 bằng 0. Và 2 0 bằng 2. Đúng chưa nào? Vậy 632 chia 7 bằng 90 và dư 2. Tương tự như vậy cô có phép chia thứ hai nào. 407 chia 8. 4 không chia được cho 8 vậy con sẽ lấy 40 chia 8 được 5. 5 x 8 bằng 40. 40 trừ 40 bằng 0. Cô hạ 7 này. 7 chia 8 được 0. 0 x 8 bằng 0. Và 7 trừ 0 bằng 7. Đúng chưa? Vậy 407 chia 8 bằng 50 và dư 7. À, chúng mình chú ý cho cô này. Con nhìn những phần số màu xanh là những số dư. Số dư thì lúc nào cũng sẽ nhỏ hơn số chia. Chú ý cho câu phần này. Được không ạ? Rồi, ý B nào. 840 chia 6. Cô có 8 chia 6 được 1. 1 x 6 bằng 6. 8 trừ 6 bằng 2. Hạ 4. 24 chia 6 bằng 4. 4 nhân 6 bằng 24. 24 trừ 24 bằng 0. Và cô hạ 0 này. 0 chia 6. Cô được 0. Đúng không nào? Số 0 thì chia cho bất kỳ số nào cũng sẽ bằng 0. Ngoại trừ số 0 nhé. 0 thì không thể chia cho 0 được. Nhớ cho cô này. Rồi tiếp tục cô có 0 x 6 bằng 0. 0 và 0 trừ 0 bằng 0. Đúng chưa ạ? Vậy con thấy ở đây chính là phép chia hết. 840 chia 6 bằng 140. Và phép chia này là phép chia hết là không có dư nhé. Được chưa ạ? Rồi, 720 chia 4 nào. 7 chia 4 được 1

bằng 0 và 0 trừ 0 cũng sẽ bằng 0, được chưa ạ? Vậy đây cũng là một phép chia hết. Cô có 720 chia 4 bằng 180. Được chưa nhỉ? Rồi bài số 2 nào. Bài bài yêu cầu các con thực hiện tính theo mẫu như sau. À cô có 312 chia 3 Cô sẽ hướng dẫn phần phép chia trên bảng của cô giáo trước được không ạ? Cô có 3 chia 3 được 1. 1 x 3 bằng 3. 3 x 3 bằng 0. Cô hạ 1. 1 chia 3. À, cô được 0. Đúng không nào? 0 x 3 bằng 0. 1 x 0 bằng 1. Hạ 2. 12 chia 3 được 4. 4 x 3 bằng 12 và 12 trừ 12 bằng 0. Mình đã hình dung một cách làm chưa nhỉ? Rồi từ đó chúng ta thực hiện cho cô hai ý A và B nào. Ý A là 816 chia 8. Trước hết cô sẽ có 8 chia 8 được 1. 1 x 8 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Cô hạ 1 này. 1 chia 8 được 0. 0 x 8 bằng 0. Và 1 chữ 0 bằng 1. Rồi cuối cùng các bạn hạ 6 cho cô nào. Cô được 16. Đúng không nào? 16 chia 8 được 2. 2 x 8 bằng 16. 16 chữ 16 bằng 0. À, vậy 816 mà chia 8 thì sẽ bằng 102. Và đây là một phép chia hết. Đúng chưa nào? Rồi, ý B. Cô có 620 chia 6. 6 chia 6 được 1. 1 x 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 2. 2 chia 6 được 0. 0 nhân 6 bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. Và cuối cùng là cô sẽ hạ 0 này. 20 chia 6 được 3. 3 nhân 6 bằng 18. 20 trừ 18 bằng 2. Vậy đây là một phép chia có dư. Và số dư của cô đã thỏa mãn điều kiện là phải nhỏ hơn số chia rồi, đúng không nào? Vậy cô có thể kết luận 620 chia 6 bằng 103 và dư 2. Được chưa nào? Rồi các bạn sẽ cùng với cô chuyển sang phần hoạt động tiếp theo, hoạt động luyện tập. Trong phần hoạt động luyện tập thì cô có các bài tập như sau. Bài tập số 1. Đề bài yêu cầu các con thực hiện tính nhẩm với các phép nhân và phép chia sau đây. Ví dụ với a Cô có 210 chia 7. À, để thực hiện được phép chia nhẩm này thì con chỉ cần thực hiện lấy 21 chia 7. Đúng không nào? 21 chia 7 thì cô được 3. Sau đó con sẽ viết thêm số 0 ở sau chữ số 3. Vậy kết quả cô thu được là bằng 30. Đúng chưa ạ? Đó là phép chia nhé. Còn đối với phép nhân thì sao nhỉ? 100 x 9. Con lấy 1 x 9 bằng 9. Sau đó con sẽ viết thêm cho cô hai chữ số 0 này đằng sau chữ số 9, đúng không nào? Vậy 100 x 9 bằng 900. Đúng chưa? Rất là đơn giản phải không nhỉ? Tương tự như vậy các bạn thực hiện cho cô ý B và ý C nào. Ý B trước nhá. 540 chia 9. À cô có 54 chia 9 thì bằng bằng 6. Vậy 540 chia 9 bằng 60. 800 nhân 0 nào. À các bạn nhớ cho cô này. Bất kỳ số nào nhân với 0 cũng sẽ bằng 0 và số 0 nhân với bất kỳ số nào cũng sẽ bằng 0. Vậy ở ý này 800 nhân 0 cô sẽ có ngay kết quả là bằng 0. Đúng chưa ạ? Rồi ý C nào. 360 chia 6. Cô có 36 chia 6 bằng 6. Vậy 360 chia 6 bằng 60. Và 480 chia 8, 48 chia 8 cũng bằng 6. Như vậy 480 chia 8 cũng bằng 60. Rất là đơn giản phải không nào? Rồi chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang bài số 2. Điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm này. Đây là các bài toán đổi đơn vị, đúng không nào? Trước hết cô có ý A à nhỏ Bao nhiêu dm bằng 1 mét Mình cùng nhớ lại cho cô nào 1 mét thì bằng bao nhiêu dm nhỉ? À cô có 1 mét thì sẽ bằng 10 dm Vậy 10 dm sẽ bằng 1 mét Rồi vậy thì 320 dm sẽ bằng bao nhiêu mét đây nhỉ? Nào 320 dm bằng bao nhiêu mét đây ạ? À cô sẽ có bằng 32 mét Đúng chưa nào Rồi ý B nào Bao nhiêu cm bằng 1 mét Bao nhiêu nhỉ À 100 cm bằng 1 mét Từ đó cô có 700 cm thì sẽ bằng 7 mét Được chưa ạ Rồi ý C 1 giờ bằng bao nhiêu phút? 1 giờ thì sẽ có 60 phút. Vậy 5 giờ thì sẽ có bao nhiêu phút nhỉ? À cô có 1 giờ thì bằng 60 phút này. Vậy để tính được 5 giờ con chỉ cần thực hiện lấy 5 nhân với 60. Đúng không nào? Cô được kết quả bằng 300 phút. Chúng mình đã hình dung ra được chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục chuyển cho cô sang bài số 3. Hoàn thành các câu nói sau. Bạn Bình vẽ tranh trong 45 phút. Bạn An vẽ tranh trong 1 giờ. A nhỏ. Bạn nào vẽ lâu hơn bạn nào và vẽ lâu hơn bao nhiêu phút? Ý B. Bạn nào vẽ nhanh hơn bạn nào và vẽ nhanh hơn bao nhiêu phút? Thì trước tiên con thấy ở đây đơn vị của cô chưa có đồng nhất, đúng không nào? Một bên là 45 phút này, một bên là 1 giờ. Vậy bước đầu tiên cô sẽ đổi 1 giờ bằng 60 phút. Đúng chưa ạ? À vậy từ đó con sẽ thấy rằng bạn An thì vẽ mất nhiều thời gian hơn, đúng không? Bạn An này vẽ trong 60 phút, còn bạn Bình thì vẽ trong 45 phút. 45 thì nhỏ hơn 60. Thế như vậy là bạn An sẽ vẽ lâu hơn bạn Bình. Và lâu hơn là bao nhiêu phút đây? Con chỉ cần lấy 60 trừ đi 45 thì cô được kết quả bằng 15 phút. Đúng chưa nào? Vậy bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình là 15 phút. Ngược lại, cô có bạn Bình sẽ vẽ nhanh hơn bạn An và cũng nhanh hơn 15 phút. Đúng chưa nào? Rất là đơn giản. Rồi, chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang bài số 4. Tính rồi cho biết phép chia nào dưới đây có thương là số tròn trục. Ở đây cô có tất cả là 6 phép chia. Để biết được xem là phép chia nào dưới đây có thương là số tròn trục Thì các bạn sẽ cùng với cô đi thực hiện đặt tính rồi tính cho 6 phép chia này Được không nào? Rồi cô có phép chia đầu tiên là 720 chia cho 7 Cô có 7 chia 7 được 1 Các bạn thực hiện cùng với cô nhé 1 x 7 bằng 7 7 trừ 7 bằng 0 Cô hạ 2 này

và dư 6. Được chưa nào? Chúng mình sẽ tính cùng với cô trước, sau đó lát nữa chúng ta mới cùng cô kiểm tra xem phép chia nào có thương là số tròn trục. Được không ạ? Rồi, phép chia tiếp theo nào. 881 chia cho 8. 8 chia 8 được 1. 1 x 8 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Tiếp tục cô hạ 8 này.

Vậy 881 chia 8 bằng 110 và dư 1. Ý B, cô có phép chia đầu tiên là 633 chia 9. 6 thì không thể chia cho 9 được. Vậy cô sẽ lấy 63 chia 9 được 7. 7 x 9 bằng 63. 63 trừ 63 bằng 0 và cô hạ 3 này. 3 chia 9 được 0. 0 nhân 9 bằng 0. 3 trừ 0 bằng 3. Vậy 633 chia 9 bằng 70 và dư 3. Hỏi phép chia tiếp theo. 180 chia 6. À với phép chia này con có thể chia nhầm được hoặc chúng mình cũng có thể đặt tính để tính được nhé. Thì đây chúng ta sẽ thực hiện đặt tính rồi tính với cô được không ạ? Các bạn hoàn toàn có thể chia nhậm được phép chia này. Rồi cô có nào. 1 không chia được cho 6. Vậy cô sẽ lấy 18 chia 6 được 3. 3 nhân 6 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Rồi con hạ 0 nào. 0 chia 6 cô được 0. 0 nhân 6 bằng 0. Và 0 trừ 0 bằng 0 bằng 0. Như vậy 180 chia 6 bằng 30 và đây là phép chia hết. Ở ý C. Ý C cô có phép chia đầu tiên là 804 chia cho chia cho 5. 8 chia 5 được 1. 1 x 5 bằng 5. 8 5 bằng 3. Rồi tiếp tục cô sẽ hạ 0.

Rồi chúng mình sẽ cùng với cô chuyển sang phép chia cuối cùng 196 chia 4 nào 1 thì không thể chia cho 4 được Như vậy cô sẽ thực hiện lấy 19 chia 4 Cô được 4 4 x 4 bằng 16 19 trừ 16 bằng 3 Tiếp tục cô sẽ hạ 6 36 chia 4 bằng 9 này 9 x 4 bằng 36 và 36 trừ 36 bằng 0. Vậy 196 chia 4 bằng 49 và đây là một phép chia hết. À, sau khi các bạn đã thực hiện thực hiện tính hết 6 phép chia này rồi thì chúng mình thấy rằng ở đây những phép chia nào có thương là số tròn trục đây ạ. Cô thấy được các số tròn trục là 110 này, 70, 30, và 160. Đúng không nào? Thế như vậy cô có thể kết luận được. Vậy phép chia 881 chia 8, 633 chia 9, 180 chia 6 và 804 chia 5 có thương là số tròn trục. Đúng không nào? Bốn phép chia này sẽ có thương là số tròn trục. Được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng với cô chuyển sang bài số 5. Để bài yêu cầu các con thực hiện tính các biểu thức sau cho cô. Với biểu thức a nhỏ, con thấy rằng đây là một biểu thức mà có chưa dấu ngoặc, đúng không nào? Vậy chúng mình sẽ phải thực hiện cho cô trong ngoặc trước. Ở đây cô sẽ có 815 trừ đi 234. Cô được kết quả bằng 581. Sau đó chúng mình sẽ thực hiện lấy 581 chia cho 7, đúng không nào? cô thực hiện phép chia ra nháp như sau. Phần này các con cũng sẽ thực hiện cho cô phép chia ra nháp được không nào? Rồi cô có 5 thì không chia được cho 7. Như vậy cô lấy 58 chia 7 được 8. 8 x 7 bằng 56. 58 trừ 56 cô có bằng 2 này. Hạ 1. 21 chia 7 được 3. 3 x 7 bằng 21. Và 21 trừ 21 bằng 0. Vậy 581 chia 7 sẽ bằng 83. Phép chia này là phép chia hết nhé. Rồi ý B. 109 x 9 cộng 18. Biểu thức này có chứa phép nhân và phép cộng. Vậy thì chúng mình sẽ phải xử lý cho cô phép nào trước đây ạ? À các con sẽ phải xử lý nhân chia trước và cộng trừ sau. Đúng không nào? Vậy ở đây cô sẽ có 109 nhân 9 bằng bao nhiêu đây nhỉ? Mình cũng sẽ thực hiện tính ra nháp cho cô. 9 nhân 9 bằng 81. Viết 1 nhớ 8. 9 nhân 0 bằng 0. Thêm 8 bằng 8. 9 nhân 1 bằng 9. Vậy 109 nhân 9 bằng 981. Sau đó cô sẽ thực hiện lấy kết quả đó cộng với 18. Và cô thu được kết quả cuối cùng là bằng 999. để chưa nào? Đó chính là giá trị của biểu thức B. Biểu thức C thì sao nhỉ? Biểu thức C cô thấy là có cả phép nhân và phép chia. À, trong một biểu thức mà chỉ có phép nhân chia thôi thì các con sẽ thực hiện từ trái qua phải. Đầu tiên cô sẽ có 190 nhân 0. Bất kỳ số nào nhân với 0 cũng sẽ bằng 0. Đúng chưa nào? Sau đó con lấy 0 chia 8. À, số 0 thì chia cho bất kỳ số nào cũng sẽ bằng 0. Ngoại trừ số 0 nhé. 0 thì không thể nào mà chia cho 0 được. Chúng ta nhớ cho cô này. Được chưa ạ? Rồi ý D. Ý D thì con thấy rằng ở biểu thức này cũng chỉ có phép nhân và phép chia thôi. Thì tuy nhiên là có chứa thêm cả dấu ngoặc nữa. Vậy thì các bạn sẽ phải thực hiện cho cô trong ngoặc trước. Sau đó mới thực hiện đến phép chia ở ngoài. Được không nào? Cô có 3 x 2 thì bằng 6. Như vậy, lấy 444 chia 6, cô sẽ thu được kết quả như sau. Mình thực hiện phép tính ra nháp cho cô này. 4 thì không thể chia cho 6 rồi. 44 chia 6 được 7. 7 x 6 bằng 42. 44 x 42 bằng 2. Cô hạ 4. 24 chia 6 bằng 4. 4 x 6 bằng 24. Và 24 trừ 24 bằng 0. Vậy 444 chia 6 sẽ bằng 74. Và đây cũng là một phép chia hết. Đúng chưa nào? Rồi, các bạn sẽ cùng với cô chuyển sang bài số 6. Để trang trí các hộp quà, Ngọc đã cắt 6 mét dây thành 8 sợi dây có độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu cm? Trước hết con thấy rằng đề bài cho sợi dây của bạn Ngọc là dài 6 mét, mà đề bài lại hỏi sợi dây dài bao nhiêu cm? Vậy bước đầu tiên con phải đi đồng nhất đơn vị cho cô trước, được không nào? Chúng mình sẽ quy chung về cùng một đơn vị nhé. Ở đây cô sẽ đổi 6 mét bằng 600cm Đúng chưa nào? Bạn Ngọc cắt sợi dây 6m đó thành 8 sợi dây có độ dài bằng nhau Vậy con chỉ cần lấy độ dài của sợi dây và chia cho chia cho 8 Thì con sẽ ra được độ dài của mỗi một sợi dây Đúng chưa nào? Ở đây cô sẽ có lời dạy như sau Mỗi sợi dây dài số cm là 600 chia 8 Phần này chúng mình sẽ thực hiện ra nháp cho cô này. Cô thực hiện 600 chia 8 ra nháp như sau. 6 thì không chia được cho 8. Như vậy cô lấy 60 chia 8 được 7. 7 x 8 bằng 56. 60 trừ 56 bằng 4. Cô hạ 0. 40 chia 8 được 5. 5 x 8 bằng 40. 40 trừ 40 bằng 0. À như vậy 600 chia 8 bằng 75 và đơn vị của chúng mình là cm. Đáp số 75 cm. À vậy các con có thể trả lời được mỗi sợi dây sẽ dài 75 cm. Đúng chưa nhỉ? Rồi, các bạn sẽ chuyển cho cô sang bài số 7 nào. Đề bài của bài số 7 như sau. Ông Bảy thả đều 188 con cá vào 5 bể cá. Số cá còn dư thì ông thả luôn vào bể cuối cùng. Hỏi bể cuối cùng có bao nhiêu con cá? À, đối với bài tập này thì trước hết con sẽ phải tính được cho cô. Xem là 188 này, chia cho 5, được thương là bao nhiêu và dư bao nhiêu. Đúng không ạ? Trước hết con thực hiện cho cô phép chia trước.

Vậy 188 chia 5 bằng 37 và dư 3. Vậy con lại đọc lại đề bài cho cô nào. Ông Bảy đã thả đều 188 con cá vào 5 bể. Như vậy, lấy 188 chia 5 thì cô có bằng 37. Vậy có nghĩa là trong 5 bể cá thì mỗi một bể sẽ có 37 con cá. Đúng không nào? Số cá dư thì ông sẽ thả luôn vào bể cuối cùng. Ở đây cô thấy rằng dư 3 Vậy có nghĩa là bể cuối cùng sẽ cộng thêm 3 con cá dư này Đúng không nào? Mỗi một bể thì đang có 37 con cá này Mà bể cuối cùng thì được cộng thêm số dư là 3 nữa Vậy có nghĩa là bể cuối cùng sẽ có 37 cộng 3 bằng 40 con cá Đúng chưa nào? Cô có lời giải cụ thể như sau Ta có 188 chia 5 bằng 37 và dư 3 Vậy mỗi bể sẽ có 37 con cá và dư ra 3 con cá. Vậy có nghĩa rằng bể cuối cùng sẽ có số con cá là 37 cộng 3 bằng 40 con cá. Đáp số 40 con cá. Mình đã hình dung được bài toán này chưa nhỉ? Rồi, các bạn chuyển cho cô sang phần vui học nào. Các con hãy giúp cho Mai và Bình tìm ra ba lô của mình nhé. Ở đây bạn ong nhỏ có gợi ý rằng bạn Mai thì đi theo các phép chia có dư, còn bạn Bình thì đi theo các phép chia hết. Vậy để biết được những phép chia nào là phép chia có dư này hay những phép chia nào là phép chia hết, con với cô sẽ thực hiện các phép chia sang phía bên tay phải được không ạ? Rồi đầu tiên cô sẽ có cô thực hiện theo hàng ngang nhé. 18 chia 2 bằng 9 này, phép chia này là phép chia hết. 15 chia 6 bằng 2 và dư 3. 32 chia 4 bằng 8. Xuống dạng dưới nào. 75 chia 8 bằng 9, dư 3. 43 chia 5 bằng 8, dư 3. 29 chia 4 bằng 7, dư 1. 64 chia 8 bằng 8. 60 chia 8 bằng 7, dư 4.

63 chia 7 bằng 9 44 chia 9 bằng 4 dư 8 56 chia 7 bằng 8 Rồi vậy là các bạn đã tính cùng với cô xong rồi Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm đường của bạn Mai trước Được không nào? Bạn Mai thì đi theo các phép chia có dư À từ phép chia 10 chia 7 này Bạn đi xuống phép chia 7, 15 chia 8 Đúng không nào? Tiếp đến thì bạn sẽ đi sang phép chia 43 chia 5 Đúng không? Vì phép chia này là phép chia có dư này Tiếp tục bạn sẽ đi vào phép chia 20 chia 3 Hoặc con có thể cho bạn đi vào đường 29 chia 4 cũng được Vì cả hai phép tính này đều là hai phép chia có dư Tuy nhiên là mình đi vào đường nào thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ ra một chiếc ba lô thôi Đúng không ạ? Các con có thể chọn đường khác nhé Rồi tiếp tục cô sẽ có Tiếp theo bạn sẽ đi đến con đường 22 chia 4 Bởi vì đây cũng là một phép chia có dư Đúng chưa nào? Và cuối cùng là À, chiếc ba lô của bạn Mai là chiếc ba lô có màu xanh lá cây Đúng chưa nào? Vậy còn bạn Bình thì sao nhỉ? Bạn Bình đi theo các phép chia hết Ở đây bạn đi từ phép chia 16 chia 2 này Đến 32 chia 4 Tiếp tục cô sẽ có là đến 64 chia 8 Tiếp đến là 24 chia 3, 40 chia 5, 56 chia 7 và chiếc ba lô của bạn Bình sẽ là chiếc ba lô có màu vàng và màu đỏ. Đúng chưa nào? Rất là đơn giản. Rồi các bạn sẽ cùng với cô chuyển sang phần cuối cùng, phần khám phá. Khi trời lạnh giá nhiều loài chim sẽ bay về nơi ấm áp hơn. Chim Hải Âu, Lữ Hành và chim Thiên Nga là hai trong số những loài chim di cư như vậy. Chúng mình hãy điền số thích hợp vào các dấu hỏi chấm còn thiếu. Sải cánh chim Hải Âu, Lữ Hành, các bạn có thể xem trên hình này. Giảm một nửa thì được sải cánh của chim Thiên Nga. Sải cánh của chim Hải Âu, Lữ Hành dài 360cm. Vậy, sải cánh của chim Thiên Nga dài bao nhiêu cm? con quan sát thật kỹ cho cô nào. Sải cánh của chim hải Âu lữ hành thì giảm một nửa. Chúng ta sẽ có được sải cánh của chim thiên Nga. Đúng không nào? Thế như vậy để tính được sải cánh của chim thiên Nga thì con chỉ cần lấy sải cánh của chim hải Âu lữ hành chia cho 2. Đúng không? Giảm một nửa là chia cho 2. Vậy cô sẽ có 360 chia cho 2 bằng mấy nào? Chúng mình thực hiện phép chia với cô nhé.

0 0 bằng 0. Vậy 360 chia 2 bằng 180. À, vậy cô trả lời được rằng sải cánh chim thiên Nga dài 180cm. Đúng chưa nào? Rồi ý thứ hai Trong một ngày, quãng đường bay được của chim Hải Âu lữ hành dài gấp 4 lần quãng đường bay được của chim thiên Nga. Một ngày chim Hải Âu lữ hành bay được 400km. Hỏi mỗi ngày chim thiên Nga bay được bao nhiêu km? À, hải âu lữ hành thì gấp 4 lần chim thiên Nga. Vậy có nghĩa là để tính được mỗi ngày chim thiên Nga bay được bao nhiêu km thì con chỉ cần thực hiện lấy 400 chia cho 4. Đúng nào, cô sẽ được kết quả bằng 100 km. Vậy mỗi ngày chim thiên Nga sẽ bay được 100 km. Đúng chưa nào? Rồi và cuối cùng các bạn hãy cho cô biết trong tiết học ngày hôm nay thì con đã học được những gì? À, chúng mình đã thực hiện được các phép chia số có 3 chữ số cho số có một chữ số Đối với phép chia hết và cả phép chia có dư Ngoài ra các con còn thực hiện được các phép nhân và các bài toán liên quan Tính được giá trị của các biểu thức Đúng chưa nào? Vậy là bài học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo Cô chào tất cả các con